Rồi xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái nhiệt kế điện tử của hãng Center. Model là Center 300 ha, Taika Thermometer. Đây là một bộ của nó đây ha. Thì nó gồm có cái hộp đựng ha, cái bao da. Thì nó gồm có thêm cái đầu dò này đi kèm theo máy ha. Và cái giấy những cái giấy tờ kèm theo như là hướng dẫn sử dụng. Và giấy đã chứng nhận đã hiệu chuẩn ha. Rồi. Sau khi mình đã gắn pin vô ha, đây gắn pin thì nó có cái chỗ gắn pin ở đây ha. Đó. Đây nó có cái chỗ gắn pin ở đây ha. Mình tháo nắp này ra. Mình gắn pin vô thôi ha. Đó, cũng đơn giản. Đây, chỗ này là chỗ gắn cái đầu dò đây ha. Đầu dò Taika. Đó ha. Rồi cái đầu dò này là cái đầu dò mình mua ở ngoài nha, mua thêm nha. Đây, đầu dò của hãng Ruibao, xuất xứ xứ Taiwan. Model là NR81530 ha, đó. Đó. Được rồi, được rồi. 81530 đây ha. Đó. Đây, cái đầu dò nó cái hình đấy nha, cái hình gọi là không có nhọn lắm hả, cái hình bằng ha, cái đầu bằng có góc cong một xíu đó. Đây đó, rồi gắn vô. Còn cái dây này nó rất là cũng khá là dài nha, khoảng 2 mét đó ha. Đó. Rồi chúng ta bắt đầu mở máy ha để kiểm tra. Đây đó, chúng ta thấy lên nhiệt độ liền không đó. Đó, nó có những cái nút như là nút hold, nút trung bình, mát, min, chuyển độ C qua độ F đó, đây. À, độ F ha. À, chúng ta chuyển qua độ C đó, rất là đơn giản thôi ha, có thời gian ở dưới luôn ha. Đây đó, rồi bắt đầu chúng ta thí dụ chúng ta đây chúng ta đo thì chúng ta ví dụ chúng ta giữ cái đầu này cho nhiệt độ nó tăng lên đây ha, nhiệt độ tăng rất là nhanh ha. Đó, chúng ta thấy ha. Đó, chúng ta giữ giữ cái đầu này là nhiệt độ nó tăng lên đó, rất là ok ha. Máy hãng Center này của Taiwan, bảo hành 12 tháng đó. Ha, rất là tiện dụng nha. Đây nó có cái khoảng đo của nó đây, trừ 200 độ C đến 1370 độ C ha, cái dải đo rất là lớn ha. Đó, hoặc là độ F đây ha. Đó, chúng ta có thể sử dụng rất là tốt. Rồi đây đây nó có cái cổng ngõ ra nữa nha ha. Đó, rồi đây Make in Taiwan ha. À, số serial number đó ha. À, chúng ta thấy ha, nếu mà chúng ta bóp cái đầu này nhiệt độ nó tăng lên thôi ha. À, chúng ta nó giữ giữ cái đầu này, chúng ta bóp cái đầu này nhiệt độ nó tăng lên. À, chúng ta buông cái đầu là bắt đầu nhiệt độ nó hạ xuống ha. À, rất nhanh ha. À. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. À, các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline như bên đây 0904 259 271 hoặc là 0938 825 913 ha. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Xin chào và hẹn gặp lại.